Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, trong lịch sử đã có rất nhiều cơn bão với cường độ được đánh giá là kinh khủng, đổ bộ vào đất liền. Nhưng có những cơn bão được mệnh danh là thảm họa khi mà mọi nơi chúng quét qua thì đều để lại toàn là tàn tích, người dân vật lộn chống chọi khi cơn bão đến và sau đó khốn khổ nhìn hậu quả mỗi khi cơn bão đi qua. Mỗi đợt bão là một lần tang thương khi mà số nạn nhân thiệt mạng là không thể đếm được. Có những đất nước còn để quốc tang để tưởng nhớ những nạn nhân không may bị gặp thiên tai. Giờ đây là ba trong nhiều cơn bão được mệnh danh là thảm họa thiên nhiên nội ám ảnh đến tận bây giờ của những người đã từng trải qua. Có lẽ ít người Việt Nam biết về cơn bão này bởi nó hiếm khi được các phương tiện truyền thông đại chúng nhắc đến. Tuy nhiên, nó đã gây ra những hậu quả vô cùng lớn về người. Nếu tính theo thang bậc hiện tại, cơn bão đổ bộ vào Hải Phòng ngày 8 tháng 10 năm 1881 Cơn bão đó đã cướp đi sinh mạng của khoảng 300.000 người dân ở Hải Phòng và là một trong những sự kiện thảm khốc nhất trong lịch sử thời tiết. Số liệu này được một tờ báo uy tín của Việt Nam kiểm chứng qua Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Họ trả lời rằng không thể xác định được con số chính xác nhưng cũng không phủ nhận. Cơn bão khổng lồ này đã đi qua đảo Lưu Dông Philippines và Vịnh Bắc Bộ, tàn phá thành phố Hải Phòng và khu vực ven biển xung quanh, gần như hủy diệt mọi thứ trên đường nó đi qua. Không có nhiều tư liệu ghi chép lại về cơn bão này bởi thời điểm đó, khoa học khí tượng ở Việt Nam chưa phát triển. Chính vì vậy, số người thiệt mạng tại thành phố Hải Phòng lúc bấy giờ không được ghi nhận cụ thể. Tuy nhiên, còn số thiệt hại về người tại những nơi bão Hải Phòng đi qua thực sự gây ám ảnh. Tổng số khoảng 300.000 người đã thiệt mạng, gấp 47 lần so với nạn nhân do cơn bão Hải Yến gây ra năm 2013. Đây cũng là một cơn bão đặc biệt với chặng đường di chuyển khá dài, hình thành từ ngày 27 tháng 9 năm 1881 đến ngày 8 tháng 10 năm 1881 mới tan. Số nạn nhân thiệt mạng được cho rằng tương đương với lốc xoáy Coringa diễn ra trên vịnh Bengal, Ấn Độ ngày 25 tháng 11 năm 1839. Cả hai sự kiện này luôn được xếp vào danh sách các thảm họa thiên nhiên đáng sợ nhất lịch sử. Cấp độ của cơn bão vẫn chưa được xác định vì nó xảy ra trước những tiến bộ khí tượng của thế kỷ 20. Cơn bão khổng lồ này đã tàn phá Philippines tan khốc trước khi đi qua vịnh Bắc Bộ và tàn phá thành phố Hải Phòng của Việt Nam. Số người thiệt mạng được thống kê chủ yếu ở Philippines nhưng hậu quả tại Hải Phòng cũng được ghi nhận là rất lớn. Theo sử sách ghi chép lại thì người chết ngộn ngang, xóm làng tiêu điều, triều đình Huế phải cắt cử nhiều binh lính tới hỗ trợ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam, Tuy không có đủ hồ sơ dữ liệu nhưng nếu tính theo thang bậc được sử dụng hiện tại thì siêu bão đổ bộ vào Hải Phòng tháng 10 năm 1881 có thể đạt sức gió cấp 13-14. Tuy nhiên trong lịch sử, con số 30 vạn người chết do bão Hải Phòng gây ra vẫn chưa khủng khiếp bằng siêu bão Bờ Hô La quét qua Bangladesh vào năm 1970, khoảng 300-500.000 đến người đã thiệt mạng và tàn phá vô số tài sản. Những cơn bão luôn khiến chúng ta sợ hãi là vậy, nhưng trong lịch sử cũng từng có lúc bão bị coi như trò đùa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đó là một bài học vô cùng thấm thía về chuyện coi thường tự nhiên. Nghe bão đổ bộ vào Cà Mau, nhiều người kháo nhau đi xem vì cả trăm năm vùng này không hề có bão. Hậu quả, hơn 3.000 người chết và mất tích gây thiệt hại cho 21 tỉnh phía Nam. Tại hội thảo nhìn lại 20 năm cơn bão Linda và những bài học kinh nghiệm tổ chức cuối tháng 10 năm 2017, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Huy Ngọ kể lại, bão đổ bộ vào Cà Mau như chuyện của những người thích đùa. Có người còn hồ hởi kháo nhau đi xem bão là gì, vì vùng đất này cả trăm năm nay bình yên, chưa hề có khái niệm về bão. Không chỉ người dân, quan chức cũng nghĩ vậy. Gọi về địa phương để cảnh báo, ban chỉ đạo phòng chống lụt bão đều nhận được phản hồi trong đây làm gì có bão mà ngoài đó cứ hốt hoảng. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, một vùng áp thấp cách quần đảo Trường Sa khoảng 300 km về phía đông đông nam và nhanh chóng mạnh lên thành cơn bão thứ năm ở Biển Đông, tên quốc tế là Linda. Bão di chuyển nhanh, đến sáng ngày 2 tháng 11 đạt cường độ cấp 9, cấp 10. Sức gió 105 km h cách cồn đảo 100 km về phía đông. Đêm ngày 2 tháng 11, tâm bão đi vào Bạc Liêu, Cà Mau, ảnh hưởng hầu hết miền Tây Nam Bộ. Hoành hành trên đất liền Việt Nam suốt đêm, Sáng hôm sau, bão hướng về Vịnh Thái Lan, gây lũ quét làm hơn 100 người thiệt mạng. Bão cũng cảnh hưởng đến Myanmar, Indonesia, Malaysia và Campuchia. Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đánh giá bão Linda là thiên tai thế kỷ với 21 tỉnh thành bị thiệt hại, nặng nề nhất là về sinh mạng, phương tiện tàu thuyền, cơ sở vật chất và mùa màng. Hơn 770 người chết, 2.120 người mất tích, 1.230 người bị thương, chủ yếu là ngư dân. Hơn 3.000 tàu bị đánh chìm. 107.890 nhà bị đánh sập, 120.000 hecta nuôi trồng thủy sản và 320.000 hecta lúa bị ngập. Ước tính thiệt hại vật chất là 7.200 tỷ đồng. Trong đó, riêng Cà Mau có 128 người chết, 1.164 người mất tích và 600 người bị thương. Một cơn bão khác cũng được mệnh danh là thiên tai kinh hoàng từng xảy ra. Nhắc đến cơn bão này, người ta chỉ có một ấn tượng duy nhất, không đếm được hết số người bị thiệt mạng. Chính vì sự tàn khốc ấy mà cơn bão này được dân gian tương truyền là hơi thở của tự thần. Bão Bahula được coi là siêu bão nhiệt đới mạnh nhất từng đổ bộ vào đông Pakistan, Bangladesh ngày nay và vùng Tây Bengal của Ấn Độ vào ngày 12 tháng 11 năm 1970. Đây là xoáy thuận nhiệt đới gây thiệt hại về nhân mạng cao nhất từng ghi nhận được và là một trong những thảm họa tự nhiên gây thiệt hại nhân mạng cao nhất trong thời hiện đại. Cơn bão đã nhấn chìm gần như hoàn toàn các ngôi làng ở vùng châu Thổ, phá tan các cánh đồng, san bằng những con sông và hủy hoại gần như một vùng rộng lớn lãnh thổ Pakistan thời điểm đó. Theo ước tính, có ít nhất 500.000 người đã thiệt mạng vì cơn bão này khiến bờ Hula là cơn bão kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại tính đến thời điểm hiện tại. Điều đặc biệt hơn, chính cơn bão này đã khai sinh ra một cuộc cách mạng lịch sử địa lý. Theo đó, chính phủ Pakistan dưới quyền tướng Yahya Khan bị chỉ trích do xử lý chậm trễ các hoạt động cứu trợ sau bão từ các lãnh đạo chính trị địa phương tại Đông Pakistan cũng như truyền thông quốc tế. Liên minh Awami đối lập giành được thắng lợi lớn trong tỉnh và tình trạng náo động tiếp diễn giữa Đông Pakistan và chính phủ Trung ương gây ra chiến tranh giải phóng Bangladesh, cuối cùng tạo ra quốc gia Bangladesh như ngày nay. Thực tế, tính đến thời điểm hiện tại trên thế giới vẫn còn nhiều cơn bão kinh hoàng không kém các siêu thiên tai trên như bão Katrina, Mỹ năm 2005, ít nhất 1.836 người chết, bão Odisha năm 1999, Bắc Ấn Độ, ít nhất 10.000 người chết, bão Mitch, Năm 1998, Trung Mỹ, ít nhất 11.000 người chết. Bão Thelma, năm 1991, Philippines, ít nhất 6.000 người chết. Tuy nhiên, dựa vào mức độ nhân đạo, tác động kinh tế và thời cuộc, những cơn bão này đã được cho là siêu của những siêu bão đã từng tàn phá nhân loại. Một cơn bão khác cũng có sức tàn phá kinh hoàng như thế, từng hoành hành một thời gian khiến người dân của đất nước này khốn đốn. Khi cơn bão qua đi, việc thống kê số nạn nhân thiệt mạng vì cơn bão cũng gặp nhiều khó khăn nhưng chắc chắn là một con số không nhỏ. Bão Najit ập vào miền Tây Myanmar với vận tốc gió lên tới 190 km h Bão kéo theo các đợt sóng giữ cuốn trôi các làng mạc và thị trấn nơi nó đi qua. Năm khu vực có 24 triệu người sinh sống đã được tuyên bố là vùng thảm họa. Cả khu vực châu thổ Irrawaddy chìm trong nước. Chỉ nguyên ở khu vực này, số người chết và mất tích lên đến 65.000. Tổng số người thiệt mạng trên khắp đất nước được cho là có thể tới 100.000. Hơn một triệu người Myanmar đang sống trong cảnh không nhà. Dẫn lời các chuyên gia Liên hợp quốc cho biết, chính những đợt sóng cao tới 3,5 mét do cơn bão gây ra đánh vào bờ biển Myanmar là thủ phạm chính cướp đi sinh mạng của phần lớn nạn nhân. Đồng bằng châu thổ Irrawaddy nằm sát mực nước biển, trong khi phần lớn người dân địa phương sống trong những ngôi nhà làm bằng tre nứa, mái lợp tôn không đủ sức chịu sức mạnh của sóng gió, do đó dễ dàng bị sóng lớn quét sạch hoặc bị gió xô đổ. Một chuyên gia cho biết người dân không có chỗ nào để chạy trốn. Chính quyền Myanmar đã có sự chuẩn bị quá yếu kém trước khi cơn bão tiến vào đất liền. Hai ngày trước khi bão đổ bộ, IMD đã chuyển toàn bộ thông tin về đường đi, sức mạnh của bão cho chính quyền Myanmar. Đài truyền hình Myanmar đã phát sóng cảnh báo về cơn bão có sức gió gần 200 km h đi kèm với sóng cao 3,5 m cho người dân. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO dẫn lời một đại diện của WMO tại Myanmar, cũng là một quan chức chính phủ Myanmar phụ trách Cục Khí tượng, cho biết đã phát đi cảnh báo bão nhưng VMO không thể xác nhận lời cảnh báo đã tới được dân chúng hay không. Bão Nadjit là cơn bão có tên đầu tiên trong mùa bão 2008 tại khu vực Bắc Ấn Độ Dương. Cơ quan khí tượng Ấn Độ có tên viết tắt là IMD cho biết. Nadjit hình thành ngày 27 tháng 4 tại trung tâm vịnh Bengal, bắt đầu là một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này đã chuyển thành bão lốc khi nó di chuyển trên biển ở vị trí cách Chennai, Ấn Độ 550 km. IMD cho biết Najib đã mạnh lên, trở thành một cơn bão lốc cực mạnh và nguy hiểm. Thời điểm này, trung tâm cảnh báo bão có tên viết tắt là JTWC thuộc lực lượng hải quân và không quân Mỹ đặt tại Hawaii ước tính Najib có sức gió lên đến 160 km h Ban đầu, các chuyên gia dự báo bão sẽ đổ bộ vào Bangladesh hoặc Đông Nam Ấn Độ. Tuy nhiên, sau đó nó bất ngờ đổi hướng sang phía đông và tiếp tục mạnh lên. Việc cứu trợ người dân Myanmar đã được gấp rút triển khai ngay sau đó. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ mở một cuộc hội nghị quy mô điều phối hoạt động tài trợ quốc tế giúp Myanmar khắc phục hậu quả cơn bão Nargis làm chết hơn 100.000 người. Myanmar đồng ý tiếp nhận sự hỗ trợ khẩn cấp của Hiệp hội bao gồm việc đưa 300 bác sĩ đến từ các quốc gia thành viên tới nước này hoạt động. Nhưng Myanmar vẫn kiên quyết từ chối cho các nhân viên cứu trợ phương Tây được nhập cảnh. Họ chỉ cho phép ASEAN lập ra một cơ chế để phân phối hàng cứu trợ nạn nhân bão lốc đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là sự chuyển biến lớn trong quan điểm của chính quyền quân sự Myanmar, vốn rè rặt với chiến dịch cứu trợ quy mô của cộng đồng quốc tế. Myanmar thông báo số người thiệt mạng trong bão Najib 3 tuần trước đã lên tới 78.000, gấp hơn 2 lần số người chết vì động đất ở Tứ Xuyên, cùng hàng nghìn người khác mất tích. Bên cạnh đó, khoảng 2 triệu người sống sót đang phải đối mặt với tình cảnh khốn quẫn như nạn đói khát và dịch bệnh lan tràn thưa quý vị nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại